Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su Xí Sọn Bóng Bí Bọng và Miêu Mù Miếm. Ở tập Zombie thứ 15 thì anh Thắng cùng với chị Hiền và Su Bông đã đi giải cứu em Thảo, tiêm vaccine cho em Thảo. Tuy nhiên em Thảo vẫn không biết trở lại thành người mà vẫn trở lại thành Zombie. Bây giờ chỉ còn biết Thảo vô trong cái bẫy của anh Thắng là mình sẽ chụp biết Thảo vậy nha. Đúng rồi Hiền ơi, bye bye. Chạy lên, chạy lại. Thảo có nhớ gì không? Bây giờ em đi nhớ em đi học về cái bị gì đây. Chạy lên. Thì liệu như gia đình Su Xí Sọn để làm gì để có thể giải cứu biết Thảo khỏi đại dịch zombie này đây? Mời cả nhà đón xem ở tập zombie thứ 16 ngày hôm nay nha. Ok cả nhà, hiện tại á là mình cùng với Thảo với Su á là để núp được cái đám zombie rồi nha cả nhà. Đó kìa, đó đó, đúng rồi, đi luôn. Thấy đâu, nó thấy đâu. Nó thấy bên đâu. Nó sẽ bị cây rồi, sao đâu. Chết rồi, chết rồi, im lặng. Thôi, im lặng, im lặng. Nó đi rồi, nó phải gì ra như mình. Ok ok, em tàn rồi thôi. Đợi nó đi rồi anh đi mình ra. Đi rồi, nó đi rồi. Ok rồi, bây giờ là mình đã thoát khỏi đám zombie rồi. Nhưng mà cái gì vậy, cái gì vậy? Có tin nhắn. Tin nhắn. Để coi thử là cái gì đây. Tin nhắn là nhiều, tin nhắn còn sợ chỗ hay sao Hiền? Mở ra coi đường hai. Hai đúng rồi, tin nhắn này Hiền còn sợ chỗ hay nè. Im lặng coi đường. Theo như thông tin từ bộ chỉ huy cho biết, tại địa chỉ 5865 Ngô Tất Tố có chứa một liều thuốc giải. Liều thuốc giải này do bộ chỉ huy điều chế cho nên có công dụng 100% biến zombie trở lại thành người. Những người còn sống sót hãy đến địa chỉ 5865 Ngô Tất Tố để tìm kiếm thuốc giải đi. Thông báo hết, over. Tại vị trí 5865 Ngô Tất Tố là có chứa thuốc giải ơi. Dạ là đúng rồi, bây giờ cả nhà sở chỉ huy đã thông báo cho mình biết là có một nơi chứa thuốc giải nữa. Mà thuốc giải này chính là thuốc giải do sở chỉ huy nghiên cứu luôn. Thì đảm bảo là có công hiệu 100% chứ không phải là như thuốc giả mà anh em mình tự điều chế đâu. Đúng rồi, bây giờ phải đến đó trước mấy cái người mà còn sống đi, không thôi lấy thuốc giả của mình á. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ cả nhà, sở chỉ huy nói á là mình cần phải vượt qua được một cái vùng đất gọi là vùng đất zombie. Đó, nó khác với công viên ít, tại vì vùng đất zombie là nơi mà zombie nó chiếm đóng luôn rồi. Đúng rồi, nó rất là nguy hiểm luôn. Nhưng bây giờ á, điều đầu tiên mình cần phải làm đó chính là mình phải ngụy trang. Chứ bây giờ vô đó mà đông zombie quá, mình không ngụy trang lãnh bắt mình á. Su ngụy trang bằng gì Su? Su nói là người trang bằng lá chuối. Ý Su là lấy lá cây á, để quấn quanh người mình, giả bộ mình làm cái cây thôi mình đi vô. Ok ok, bây giờ nha cả nhà, mình sẽ bắt đầu mình hái lá chuối để mình ngụy trang nha cả nhà. Thì hiện tại á, ở đây nó có rất là nhiều lá chuối nè. Chưa, bây giờ đứng ngoài đi, để vô lá vô. Cẩn thận đi hai. Từ từ. Được chưa hai, được chưa? Được rồi. Ok ok, ai xuống đi Su. Chết rồi, kiến. Cẩn thận đi hai. Kiến quá, kiến. Ôi kiến nó cắn. Ủa đây. Em nghe thấy tiếng zombie rồi hai. Cả nhà thấy không? Đó. Trời ơi, ở đây cũng là nơi mà zombie Thảo đang kiếm đóng kìa cả nhà. Đó, Thảo đang ở trên đó đó.
Bây giờ để vô mà khỏi bị phát hiện hết là bây giờ mình sẽ ngụy trang cái xuống băng này cả nhé. Đúng rồi, ngụy trang cái xuống băng. Muốn cái xuống lại, cái con nó thấy xuống nó sẽ bắt xuống á. Ok. Muốn giờ mình sẽ chạy. Bắt đầu mình sẽ đây nha cả nhé. Bây giờ mình Bây giờ mình sẽ lấy lá chuối, mình quấn quanh người Su để cho Su ngụy trang nha cả nhà. Bây giờ tại vì vô vùng đất zombie á là rất là nguy hiểm luôn. Đó, lá chuối giờ là chắc chắn không phải hiện ra đâu. Cái gì vậy? Ok cả nhà thấy chưa? Bây giờ bông đã hoàn toàn biến thành một cái cây rồi. Ông đúng đó chưa? Đó, ông Ly này nó sẽ lá cây sẽ rất lý, tức là bông như một cái cây nha cả nhà. Ok, còn Su là lá chuối nha cả nhà. Đó, bây giờ Su giờ là nó sẽ không phát hiện ra đâu, bởi vì lá chuối nó có mùi á, chỉ cần mà zombie nó đánh hơi mà nó chỉ cần ngửi cái mùi lá chuối nó tưởng là lá chuối, nó không phát hiện ra xung đâu. Ok, rồi còn mình là cái cây này đó, bây giờ mình sẽ che mình đi nha cả nhà. Chưa rồi, cây của em ra lấy cái cây của em, đây cây của ngoài đây. Chưa rồi, ở đây đi vô, đi luôn. Bông đi nè. Đó, cả nhà thấy bông chưa? Lên này. Lên, chạy xe vô. Đi vô lên đây. Xe nhanh nè. Con luôn. Trời ơi, bông người chơi hàng hẻo quá cả nhà. Không thấy gì một cái cây luôn. Con thần nha. Chạy lên. Đây. Xu chạy vô, chạy vô. Vô đi. Ừ. Cả nhà thấy không? Zombie kìa hai. Đây là vùng đất zombie rồi đó, Thảo đó. Trời, bên kia có mấy con zombie màu chó nữa kìa. Ừ, kia là những kia là những con zombie chó đó cả nhà. Nó đã bị cắn rồi. Nên khi đó là bắt đầu là nó sủa kinh khủng luôn. Bây giờ Su với Bông mà chỉ cần mà bị cắn là sẽ giống như hai con zombie chó bên kia nha cả nhà. Đúng rồi, cẩn thận nghe. Nhưng mà không sao đi, vị trang như thế này chắc chắn nó không phát hiện đâu. Cái con zombie trên kia kìa. Zombie Thảo cái hai. Với lại một con zombie màu xanh. Cả nhà, đó, đây đúng là vùng đất hay ma rồi cả nhà. Vùng đất zombie rồi. Đó cả nhà thấy không? Zombie Thảo là đang ở đây nè. Đây là gọi là Thảo nó đang gọi là zombie chú luôn á. Nó đang ở đây, nó chỉ huy kìa cả nhà, nó ghê chưa? Còn ngồi xa xa kia đó là một cái con zombie, đây là zombie gì không biết nữa. Bây giờ mình sẽ đặt tên nó là zombie áo xanh nha. Đó, nó đang canh ở đây cả nhà thấy không? 58/5 này cả nhà. Đó, đây là cái nơi mà sợ chữ Huy nói cho mình biết là chứa thuốc giải, chắc chắn là cái nhà màu trắng đây rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng tìm cách để có thể chui trong cái nhà đây để lấy thuốc giải nha cả nhà. Đi. Bông ơi, đi xét vô bông. Đi vô. Mình bị mất đi, nó không phát hiện ra đâu. Bây giờ đi vô. Xe vô. Xe gì? Xe vô. Nhanh lên. Xe lên xuống. Xe vô. Ok cả nhà, hiện tại mình đã vượt qua được một con rồi. Bây giờ còn một cái con kia nữa kìa cả nhà. Nó là cái con đang canh ở cái số nhà 58/5. Đó là nơi chứa thuốc giải. Bây giờ mình sẽ phải dụ nó đi thì mình mới chui vô nó mình lấy thuốc giải được nha cả nhà. Hiền ơi, bây giờ á mình phải dụ con zombie xanh nó đi. Bây giờ có một cách nè, ở đây nè, nó có mấy cái cây nè. Bây giờ mình sẽ bi ra để mình đánh lạc hướng nó xem nó có đi không nha. Bây giờ mình sẽ bi để dụ nó đi. Ê, nó tới rồi kìa. Lấy đi coi cái đồ mình bi ai. Trời, con này khôn quá, nó biết không phải là người cho nên nó không thèm. Đây cả nhà, bây giờ sẽ bi cái cây bự hơn để dụ nó thôi. Ở trường bi vô người nó đi. Bây giờ mình qua đi, ai nó đang bị hút bởi cái đó đấy. Bây giờ mình qua đi.
hơn ghê cả nha. Xem xíu nữa thôi là nó đã phát hiện ra và nó bắt mình rồi. Ok, bây giờ hiện tại là bọn mình đã có thể xâm nhập vô được cái nơi chứa thuốc giải của sở chỉ huy thông báo rồi nha cả nha. Bây giờ bọn zombie nó đã bị nhốt ở ngoài rồi. Mình không biết ở trong này nó có zombie hay không, nhưng mà mình phải cố gắng để vượt vô để lấy được thuốc giải để cứu tất cả mọi người nha. Thì bây giờ trong này rất là tối. Rồi. Trong đây nhiều đồ quá hay ơi. Đây là cả nhà, đây là sở chỉ huy á. Chắc chắn luôn, đây là một cái nơi mà bí mật. Trời, trong đây quá trời đồ đạc luôn. Thì anh thấy ở trong khu vực này á, không có dấu hiệu của zombie. Bây giờ á, là chắc ở đây an toàn á. Bây giờ anh em mình cứ đi lục soát xem tụi là thuốc giả nằm ở đâu đi. Ok, ok. Ê, trong đây có một cái phòng nè. Có một cái phòng. Trong đây có một cái phòng cả nhà. Trong đây có một cái nhà. Ủa này quá hay. Đây là cái căn cứ bí mật mà. Ở đây. Ở đây có đèn. Ok, có đèn rồi. Có tín hiệu rồi. Không có được, trên đường có được. Có gì không? Không có gì hết. Không có gì hết. Nhưng mà cái trong tổng không? Không có. Không có gì hết á. Ok, vậy là phòng này không có gì hết đi. Bây giờ mình sẽ qua phòng tiếp theo để coi thử. Nhanh đi, chứ không á là bọn zombie nó báo động với nhau, nó quay lại đây á. Chỗ đây rộng quá, sao mà tìm được? À, đi. Ở đây có một cái phòng. Trời ơi, trong đây nhiều phòng quá vậy. Bọn điện được coi. Chứ phòng này nó có một nhiều đồ không? Cái phòng kia nó bật điện được. Không bật được hiện được điện hiện ơi. Đúng rồi. Ơi, ủa sao súng bắn cái này lại sủa? Im lại! Ơi, có khi sủa lại cái gì vậy? Mày! Im lại đi! Zombie nó phát hiện bây giờ! Trời ơi, đừng có le! Zombie nó mà quay lại này mình không thấy được đâu luôn! Hình như có cái zombie nó sủa mới sủa. Rồi, anh ngươi dễ hiền! Chắc chắn luôn, bởi vì vậy sủa rất là thính luôn. Bây giờ anh sẽ kiểm tra thử là coi từ trong này nó có gì vậy. Đi thẳng đi mà. Con nó. Nó có giày dép à. Trời ơi, cái nhà kho của ai á? Giày dép đây là chắc là do nhiều người khi mà zombie nó phát tán á, họ bỏ chạy á. Ok, giờ coi nó có gì không? Chắc chắn là ở đâu đây thôi. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Trời ơi, có gì hết. Trong này là toàn mùi buồn không à. Bây giờ á, còn phía dưới đây nữa thôi. Thuốc giả không có ở hai phòng này thì chắc chắn là ở phòng dưới. Anh em mình đi xuống dưới đó đi. Con phòng ơi. Ê, có tiếng gì vậy? Không biết đâu. Có khi là tiếng chuột á. Không sao đâu. Bây giờ cố gắng lấy thuốc giải. Đi đây. Con phòng tin thật. Lục đi. Hiểu cho anh hắn điều gì đó, tuy nhiên anh hắn lại không để ý lời của Su. Điều rồi, không biết rằng á cái con zombie chú nó ở đâu mà nó xuất hiện ra như thế này, thì liệu rằng á team nhà Su Hí Sọn có thể giải thoát được hay không, thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.